khó khăn quá mới đi kiếm việc làm chứ. Đối tượng là những thanh niên khỏe mạnh thất nghiệp hoặc những gia đình đang bế tắc về kinh tế. Với những lời mời chào hấp dẫn, những lời dụ dỗ ngọt ngào. Mày có điện thoại xài không? Có. Tưởng đâu không có, chứ kêu ổng này kia ổng mua điện thoại mày xài luôn, tiền không có này kia ổng cho mượn xài. Ngoạn nó mới đưa cho em múc đi chứ nghe đồ ông đàng hoàng đâu tôi đi. Trời anh không biết em múc khổ đi làm kiếm tiền mà. Kiếm được ngày vô rồi ghe đến Việt Nam với giờ ghe Mã Lai nữa, anh đô anh ai đâu đi. Cứ làm chừng tiếng ngoài 2 tiếng đồng hồ xong rồi. Gia đình mày kẹt á, ổng cho mày mượn tiền vài triệu gửi gia đình mày. Đó, vậy đó. Tỷ, tài công 5 tỷ. Về cái 5 tỷ á, chia cho anh em đi ghe dưới đó. 5 tỷ là mày chia thằng biết nhiêu, thằng trăm mấy triệu luôn. Chứ không dẫn chơi đâu. Về mày bao nhiêu triệu, 5 triệu mình kiếm anh á, rủ anh nhậu đó. Anh có cá, có khô rồi tặng anh miếng anh ăn cái gì vậy đó. Người thuê lái thuê cho chủ ghe chứ. Tài công người ta đánh ghe ông ơi, đâu phải chạy mướn đâu ông. Ta đánh ghe. Đâu có đâu tài công vậy. Tài công làm chạy mướn thì đi ghe mày cứ trên rừng khác, trên anh dưới anh khác. Để rồi sau 4 tháng lên đên trên biển, may mắn thì được vào bờ, nhưng không còn một đồng dính túi. Ông cò ông vô trong làng, cũng là người một huyện, một xã, nhưng mà ông kêu anh em đi làm là lựa hải sản. Ông bảo là làm ngày một ngày là 400 ngàn, đồng đó là một người là 20 triệu. Nhưng mà anh em chưa có ứng đồng nào, ông lấy tiền đó xong rồi, ông chạy trốn luôn. Ôi, đó mà lấy em thì phải... 4 tháng ròng rã. Không biết đây. Thì tôi ở nhà đi làm có tiết đến về vợ, mua gạo, mua thịt cho con, mua quần áo, giày dép, mua non cho con đi học, cho con là đi chết. Chết rồi, em chết rồi. Về nhà là mừng lắm rồi, được ở cùng con ở trong nhà. Chứ bây giờ đi chắc không đi làm xa nữa. Về có việc làm thì làm ở trong nhà thôi. Làm gần được ở với con cái là được rồi. Chứ làm xa là mấy tháng trời không có đồng nào mang về. Con ở nhà không biết như thế nào. Chỉ mong về tới nhà gặp vợ con là được rồi, là mừng rồi. Giờ đi lấy dầm là xa người ta lừa hết tiền rồi, giờ không có tiền về nữa. Chỉ mong có tiền về nhà gặp vợ con vậy thôi. Mua vé xe rồi mình về ha. Cái cảm xúc bây giờ thì chắc nhớ gia đình lắm hả? Mong muốn lớn nhất là đi làm để mà đem tiền về cho vợ con. Mà không may mắn cái bị lừa gạt luôn rồi. Anh nói nãy là anh nói là anh muốn mua gì cho gia đình nhé. Cho xe đạp con đi học. Phải mua gáo, mua quần áo cho con, mua non giày dép. Đi làm xa cho không có đồng nào đem về. Chúc mẹ anh ủng hộ cho em đi về. Con anh em đi làm cái chi giờ này mình thuộc về nhà mình khỏe. Chúc các anh cũng mạnh khỏe. Dạ thôi mình xuống đi anh. Hoặc có thể là đưa đi đánh bắt trái phép nước bạn để vào con đường tù tội nơi xứ người. Mình có biết là mình bị cò lừa bán cò lừa mà để đánh bắt như vậy không? Dạ không. Nếu em biết như vậy thì chắc em cũng không đi đâu. Hả? Còn nếu em biết như vậy chắc em cũng không đi đâu. Còn giả khi trở về cơ thể không còn lành lặn mà phải tiền mất tật mang. Rồi đi xuống anh bị quánh như đó rồi anh nhảy xuống biển rồi về. Lúc đó là còn thiếu lại là 15 triệu mà điện hăm em hoài. Nói nếu mà không trả tiền thì bắt con em đứa trừ tiền. Hôm nay anh em tụi mình vào vai những người tìm việc làm nghề đi biển để cảnh tỉnh cho cả nhà gõ hơn về những tên cò đi biển lừa người đánh bắt trái phép. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị, cũng như cô bác quý anh chị đã biết rồi đó. Trong chuyến hành trình từ Indonesia về Việt Nam thì Bùi Hồ cùng các anh em cũng đã đồng hành với các ngư dân cáo buộc gần đánh bắt trái phép tại Indonesia. Sau thời gian đó thì được sự hỗ trợ mạnh thường quân nè, cũng như sự hỗ trợ từ gia đình thì các thuyền nhân này lại về lại Việt Nam. Khi về lại Việt Nam thì một số anh em thì nhà cửa thì phải lâm vào cảnh nợ nần do phải kiếm tiền để đưa các anh về Việt Nam. Một số anh em thì vợ con cũng đã không còn nữa. Và đó là một trong rất là nhiều trường hợp bị vướng nạn một cái tình trạng đó là cò lừa đi biển, gần là ép đi biển với lại một cái số tiền rất là cao. Và sau 3 tháng đánh bắt thì có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Cũng như một nạn nhân mà Bùi Hồ đã từng chia sẻ đó là anh Kiên và chị Kim.
sau bị cò lừa đi biển thì không có tiền, chỉ là có thể là mất đi cái mạng sống của mình. Và một video gần nhất mà Bùi Hồ có chia sẻ đó là trường hợp bốn anh người dân tộc Gia Gai thuộc tỉnh Gia Lai, sau khi bị cò lừa đi biển không có tiền, mà thậm chí sau 4 tháng lên đên trên biển thì các anh lại trắng tay trở về lại quê hương. Ngày anh ra đi thì gia đình mong ước rằng mình sẽ có thay đổi trong cái bữa cơm, và thậm chí là con của mình có thể là có thêm một quà đồ chơi. Nhưng ngày về thì lại ngậm ngùi đầy nước mắt. Và để chia sẻ cho cô bác quý anh chị về cái tình trạng cò lừa đi biển, và hôm nay thì em Phong là một người tìm việc làm đi biển. Và để nghe được cái diễn biến câu chuyện đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo dõi một cái thước phim cực kỳ hồi hộp của các anh em. Bây giờ thì sẽ có một người đang tiếp cận với. Dạ. Con đi Sài Gòn. Sài Gòn không vô bến. Đợi. Ở dưới này việc ở biển cho nó ta? Biển tốt dưới lắm, biển 3 tháng 2 với tôm với trắng. Đó, Sài Gòn. Giá vé 170 ngàn chừng nào? Đợi người nhà. 8,5 giá vé 170 chừng nào? Đợi người nhà. Ủa? Không thấy, mấy này tàu sớm mà. Dạ. Ở bữa trước đầu ở đâu? Anh chạy vô trong. Chạy vô trong đi. Chạy vô trong nha. Anh đó là những người săn cò đó. Liên tục mà. Xe ôm không bao giờ như vậy. Không phải xe ôm mà chạy như vậy đâu. Không thấy đâu. Kiến ngoài nhìn vô khó thấy lắm. Phải nhìn kỹ lắm mới thấy. Giờ mày nghe còn mày tin tao, mày không tin thôi cái chuyện của mày. Dạ. Chủ biển chở đi chỗ khác. Đi dịch vụ biển cò đó tắt máy đi rồi anh chở chỗ khác anh nói chuyện cho mày nghe đúng không? Là gì tính đi biển hả? Ừ, tắt máy đi rồi đi cứ chở đi lẹ lên đi, đụng má mày tụi nó kéo lên đây á rồi anh rít bắt rồi đi về dưới mày đi trốn hả vậy? Đâu có đâu, đang trên mình trên xuống chuẩn bị đi dịch vụ biển hiểu không? Cái này đi lừa gạt nữa. Đi lẹ lên đi, lẹ lên đi, lẹ lên đi. Tao nói mày đi là suốt đời mày luôn đó. Nó kêu đại đây á vậy? Ừ. Nào kêu đại? Nhìn mày biết cò rồi. Ủa, cú nó nè, bây giờ nó không tin mình nè. Đó. Dạ, ông không biết còn nó không đi đụ má đi vô còn bị quýnh không? Đéo có tiền bị dậm nữa, thôi đừng nói dùm. Đừng nắm dùm. Đi lao lên đi, lẹ đi, kêu chở qua kia chưa? Cô quá trời cô quỳnh giết bao nhiêu thằng ở đây rồi đó. Nó nói bọn thầy biết luôn đó. Nhốt hả? Về đâu? Đâu có đi về đâu, để tính đi về, đi công chuyện. Đi công chuyện này tính nghe nó đi làm cái gì? Ừ. Đi làm thì đem chở đi làm. Đi không? Đi với dưới nhà ông anh nè, cơm nước đưa hết. Ờ, nhưng mà chở làm sao? Thì cái đó thì cũng xuống ghe đi làm. Ở nhà người ta ăn uống gì đó, muốn mượn tiền xài, không có điện thoại, không cho mượn tiền điện thoại xài luôn. Đi. Đó. Đi thì anh điện ổng mới được điện. Nhưng mà anh lương sao? Công sao? Lương thì cái đó đi ghe thì đi ăn kia. Đi ăn kia. Như giá trị bây giờ cưng kẹt tiền xài dưới ổng nhà ổng ở mượn 1 triệu 2 triệu xài. Còn có điện thoại cũng mượn thoại cho em xài luôn. Đó. Sợ đi ghe á. Đã nói đi ghe mà. Đi ghe lừa trong bờ hả? Đi ghe thì ra biển á, mình làm chung với anh em ta làm. Anh đứng đâu? Rồi quê mẹ đâu? Ghe thì có rồi đó. Mày có điện thoại xài không? Có. Tưởng là không có, dưới tôi kêu ổng này kia, ổng mua điện thoại mày xài luôn. Tiền không có, này kia không cho mượn xài. Đi thì tỷ nguyên cặp ghe đi chung mấy chục người đó. Rồi đi anh chung, anh em á, ăn chung ăn hết, làm chung hết, nghỉ hết. Chứ phải người làm người nghỉ đâu. Mày chỉ được cá với mày vô bọc, cục bọc không à. Đâu có làm mày đâu. Là nguyên đoạn anh em chứ, làm hết, nghỉ hết.
mày đi với thì anh điện cũng dưới chẳng dưới cho mày. Ngày công sao? Ngày vậy anh một đi ngày ăn chia về tài công giám điểm nó chia tiền cho mày. Ý là họ có thử đứng tiền trước không á? Có, nhưng mà nhà mày đâu? Ở Khánh Hòa. Khánh Hòa thì bây giờ gia đình này mày có vợ con chưa? Được rồi, cha mẹ mà còn không thì tỷ nhà gia đình này quá. Gia đình này kẹt á, ổng cho mượn tiền vài triệu gửi gia đình mày đó gì đó. Nó ở Khánh Hòa, Đồng Nai á. Trang thôi ơi. Trang hả? Đi thì tao điện cho ổng này kia, mày kẹt gia đình này kẹt nhẫn nên cho mượn tiền mày xài. Điện thử em hỏi thử sao? Rồi đó mày có đi ghe không? Có, quê em ở biển mà. Biển em ngoài Trang. Khánh Hòa rồi đó, biển mà. Không phải đi đúng không á? Rồi mày sáng đi xuống xe nào vậy? Sáng em đi xe cũng Nga nè. Rồi mày đi với ai vậy? Đi với bạn nó đi, ông nào chở đi rồi, đi làm. Điện không có nhà không? Tại em sợ đi lộn ghê rồi người ta bắt không có. Không biết gì, đang điện nè. Điện đi, chở dưới đi. Trời ơi, điện ra cái mà được ông nội ơi, ông nội. Rồi thằng kia đi đâu vậy? Kia, đi kia kia rồi mà. Ở đây người ta nói đi ghê là vô không có tiền cho nên em không có lắm đi. Có tiền không có gì vậy? Có mấy người nãy nói là không có tiền. Bây giờ tỷ giờ gia đình mày kẹt cái người ta cho mày mượn dài. Hai ba triệu anh gửi về gia đình nó được không? Biết được em chở chứ. Nè, vậy anh nói chuyện với nó đi nè. Nè. Anh mở Zalo đi. Anh thì anh nói chuyện nó một cái đi, em chở chứ. Nè, nói chuyện nó một cái đi nè, nó đang đứng với em nè. Nè, nè, nói chuyện anh nói lại. Nói chuyện anh đi. Ủa, em đi ghê gì anh? Ủa đó giờ chưa đi ghe hả? À, không, em hỏi ghe gì á, em sợ đi giả cao lắm. Không có đâu, đi Kiên Giang mình mà đi Vũng Tàu vậy? Nó có đi ghe rồi. Ờ, đi Kiên Giang mà. Em sợ đi giả cao. Đi giả cao rồi. Dẫn đi ghe gì mày nói với ổng á. Mình là ghe gì? Ghe cầu nói. Đánh Việt Nam chứ đâu đánh Vũng Tàu đâu. Không có gì đụng mẹ cái đánh Việt Nam không đánh đâu. Ồ dưới này thấy có mấy ghe đi đánh kia sợ lắm. Việt Nam mà. Đúng không, mất làm tấm màn. Đúng, lúc mà nó cần mình nghỉ á. Ừ. Trả công á, tiền công á. Trả tiền công. Tiền công, tiền công. Tiền công này ăn thua mày á, mày nó chạy đi. Tao nói mày đó, ghe đi ăn chia. Đi vô bờ. Ghe ông anh á, đi toàn nói chung là ăn chia tiền đó mà. Ghe đàng hoàng nó mới đưa cho em múc đi chứ ghe đàng hoàng đàng hoàng đâu tôi đi. Trời, anh biết em múc khổ đi làm kiếm tiền mà. Tại bạn em hôm trước đi về đâu có tiền đâu. Không có đâu, bên ai không biết. Còn riêng biệt bên anh á, đi lúc nào mới có tiền chơi, kiếm tiền chia. Đi sống là cuộc sống, đi về nuôi gia đình chứ anh không phải lừa đảo ai hết, cho anh không phải giống như mấy người đó. Thì giờ kêu nó chở xuống đây gặp mặt đi nói chuyện với anh. Xuống đi ông ấy này kia mà kẹt tiền á. Đi với đám máy rồi. Em bạn em trước đi xong về đâu có đó một là mặt. Nó đi ghe không có ăn. Rồi có ở quê có thằng con không trong xóm bị bắt nữa. Đi bị Indo nó bắt. Về đây đánh Việt Nam không à. Không ơi. Alo. Vậy em chở dưới chỗ nào nghe chăn chỗ giữ máy em điện cho lại nha. Thôi. Bên là bên thằng này nó cũng là bên nó làm bắt được một mối thì cũng được năm. Nói chung ra đó, bây giờ thì cưng xuống cưng đi được đi còn thôi sao vậy đó. Em không vậy công á, nhà kia tài công cũng quen biết rồi ảnh, em ảnh thì mày đi á, mày đi là trước mày kia đi là ghe nó không quen, ghe không có ăn. Còn ghe đây ta có ăn hiểu không?
đó, cái đó nó giải thích thì nghe. Còn làm á, anh em làm chung hết, nghỉ hết, ăn thì ăn hết. Chứ không có thằng nào thằng nghỉ thằng làm đâu. Nếu giờ tôi muốn đi ra thì xuống dưới thì nó chuyện với tài công á, được thì đi không? Ừ. Chứ đâu qua ép đi. Không, này là em không chạy tài công không à, chạy 4-5 thằng lận. Áo đen chạy đi nữa nè. Bọc của đứa cá mà lòng què. Đi ra tới hai mấy người lận chứ hết trong. Ví dụ giờ nếu mà không có đi á thì giờ đủ ứng tiền nha. Anh phải để xa cái kiến ra, nếu không anh đâu không? Gia đình mày muốn mấy tháng? Có 90 ngày vô hả? 3 tháng 90 ngày vô rồi ghe đến Việt Nam với giờ ghe Malay nữa. Anh đô qua ai đâu đi? Cho đi đâu? Nhà nước thì cấm chừng. Đi giờ chở đi lại nhà chứ ghe đó nói chuyện được thì đi. Mày muốn ứng tiền mày gửi định mày nói mày nói chuyện với mẹ mày xong cái mẹ em gửi sơ phản ra đây tao gửi cho mày. Nó cái đó hết mình cho mày luôn. Em không chạy tài công á, mấy thằng hồi trước đi là dạng như là không quen biết tài công nữa không? Đi không có tiền mấy rồi, ghe không có ăn nữa. Còn ghe bên đây em tao chạy tài công mà. Đi tới mấy thằng ăn. Đi xong về tài công có tiền chia cho mày, chia tiền cho mày. Chia giá tỷ bằng giỏi á, tao chia cho bao con đục. Còn mày mặn á, mày cũng dưới mày đại công mà làm biến quá thì tao chấm điểm mày đó. Như giá tỷ thì chia 40 đi. Mày mặn giỏ người ta chia mày 25-30. Cái đó mày thua người ta 10 triệu, mấy triệu có nói chuyện mày. Xuống dưới làm thì không có điểm hiểu không? Còn đi dưới là như tỷ rồi anh ơi, gia đình em hiện tại giờ như là kẹt vài triệu đó, 3-4 triệu đó. Em cho gửi gia đình cho bà già em xài đi rồi mơi hoặc mốt. Nói chung ra anh em nhỏ không? Rồi chảnh đi ghe gì, ghe lứ hay là cái gì? Lứ. Lứ thì có đi ghe rồi biết rồi. Mà em bữa trước ở bên đó biển đi không có được, bây giờ xuống này mà vừa rồi thằng kia đi về quê xong rồi dịch vụ hết nó được có 500.000 về quê à. Cái đó là đi ghe không có ăn rồi. Có chứ, ra lên chia bạn 20 mấy triệu cuối cùng mất hết. Chủ ghe nói là dịch vụ hết rồi. Chẳng nào bên anh không có vụ đó đâu. Không có vụ đó đâu. Như vậy tỷ giờ này giờ dưới nói chuyện với anh là giờ ba mẹ em chảnh kẹp tiền xài cho em mượn trước 4 triệu 3 triệu 4 triệu rồi kêu mẹ em chuyển khoản không chuyển gia đình tương liền không là bằng ăn nào cả. Ví dụ như anh cho em nói chuyện chủ ghe rồi em gửi anh ít tiền cà phê thì được, thì cái đó thì anh chở cái người mua cho tiền cà phê này chứ em sợ là xong vô cái người ta nói dịch vụ hết 10 mấy triệu cái em không được đồng bạc đâu đi dưới này kia bên đây em út thì chạy đi công rồi em út thì đi ghe với nó nhiều lắm phải nên đi đâu cũng như anh em đi chung mà ghe đánh lan lắm cưng ơi trời em về nhà bên ơn anh với đâu khó khăn quá mới đi kiếm việc làm chứ đó đi chỉ có đi ghe bạn mấy cuốc là ghe bao 40-50 triệu khỏe luôn. Thôi để đi với bạn luôn cho vui lên. Đi gì mà mày đi bển hay ghe bển biết bên bển nó có quen với tài công không? Mà bên này bên anh là người ta quen nè, không chịu đi. Nhưng mà có bạn đi chung có đỡ buồn. Có bạn chung điện nó xuống nha. Đi mà đợi nó đụ mẹ ấy này kia ghe chỉ quen biết thì mới có ăn rồi. Còn nó quen biết ai thì cũng ăn đâu. Còn cái này ông hồi nãy đó em không chạy tài công luôn đó. Em không chạy ba không gặp ba không thằng đó. Được cái thì anh chở dưới cho rồi mày nói chuyện á này kia mày cho tiền quê anh này kia về mày bao 40-50 triệu mình kiếm anh á rủ anh nhậu đó anh có cá sao? Có khô rồi tặng anh miếng anh ăn cái gì vậy đó chứ mày đợi nó biết nào mày đợi nó là xong luôn á thì ghe đi cộ bây giờ á quen biết đi mới có tiền còn quen biết đi là rồi xong ông nãy em không chạy thì công với 4-5 thằng rồi thôi em muốn gặp chủ ghe à. Nói chuyện chủ ghe nó dễ hơn. Chủ ghe thì anh nói nghe nè, chủ ghe là chỉ giao cho tài công thôi, hiểu không? Là cái chuyện đó chỉ có tài công quyết định thôi. Tại vì ra biển là chủ ghe giao cho tài công rồi, chỉ có tài công quyết định thôi. Vì chủ ghe cũng có quyền quyết định đó. Vô cái chủ ghe nói là cho dịch vụ hết rồi, em còn tiền đâu? Về tài công người ta tính tiền cưng chứ mà ai tính tiền, chủ ghe không đâu tính tiền đâu. Chỉ tài công tính tiền cưng thôi. Tài công là thuê người thuê lái thuê cho chủ ghe chứ. Tài công người ta lãnh ghe ông ơi, phải gì chạy mướn đâu ông. Ta lãnh ghe. Đâu có đâu tài công vậy. Tài công làm chạy mướn mày đi ghe mày cứ trên cưng khác trên dưới anh khác. Nhau tài công mà làm sao mà mướn ghe được.
phí tổn ai chịu. Cũng như nè, anh chạy công đi, cưng là chú ghe đi, cưng giao ghe cho anh, phí là ta mua. Như tài công á này kia ta chạy đó giờ, em Út lính lát kia ta giao vậy đó, rồi đi vô chia tiền cho em Út là chỉ tài công chia cưng thôi, chứ chủ ghe nào chia cưng, nó hiểu không? Không phải như quê trên cưng đâu, ở đây là khác, không phải như chợ cứ vô này kia rồi cưng đi 100 ngày đó, như giá tỷ đó, người ta đánh được 10 tỷ mấy tỷ đi, hay là 8 tỷ 9 tỷ đi, là về cưng chia bèo bèo cũng 5-6 triệu. Đó là đi 90 ngày đó, về nhà cái tiền nó về tài công đi chia tiền hết, thằng nào cũng chia hết trơn á, gom lại trăm ngày đó chia tiền rồi xong lấy tiền về, nói vậy đó. Thôi lên, còn không biết đi thì đi nghe lời khác, mà đi ghe không có quen biết là rồi xong quen luôn. Ở đây em ta chạy công 4-5 cặp đó, 4-5 thằng đó. Đi chung với anh em bên ta luôn á, máy mình lên đi vô cứ gục một bọc chứ vô bọc chứ muốn cá không mà có đâu có làm đâu nặng, cứ nó đi ghen biết rồi đó. À, giờ nói làm chung bây giờ 2 tiếng ngoài 2 tiếng hồ gồ ở rồi. Đây tại vì nó cũng bên nhà ghe, nó giờ ông muốn đi thì anh chở ông xuống tới nhà chỗ chủ ghe nói chuyện chủ ghe được hợp lại mình đi vòng đường thôi. Ông nói chiều ông đã tới gặp tài công. Tài công thì đó, thì bây giờ là chủ ghe, nhà chủ ghe, tài công thì nó anh em với nhau cũng vậy à, gặp tài công hay chủ ghe cũng vậy thôi. Rồi chứ bây giờ nếu mà tiền người ta trả mình thì cũng chủ ghe phải, cũng phải qua tài rồi, tài công luôn. Bạn nó có quen ai đâu, bạn ở đâu ai biết đâu, nó bạn đâu xuống dưới rồi vậy. Bây giờ mà để bạn đi là bị lỡ bị dịch vụ nó không chừng nữa. Ừ, mày đi thằng bạn đi lỡ bị dịch vụ. Còn ở đây mày đi có ai ấy không, thì gia đình kẹt người ta cho mở cuốn trước 4-5 triệu thì gửi chợ đó, nó mày cái tiền nó như là nó xuống ghe đó, mày có tiền mướn xong cái mày tới nó chia tiền mày trả người ta lại, cái đó là ổng cho mày mượn, hiểu không? Về tính tiền cũng lại đợi đụng má đi ba tháng về phải chia 4-5 triệu bình thường. Tháng này tháng trúng mực nè, đi trăng tháng này không trúng mực nữa, xuống dưới làm chừng tiếng ngoài 2 tiếng đồng hồ xong rồi ăn uống người ta lo hết, mẹ chết mẹ. Không đợi rồi, không lên chưa? Con kia nó đi xuống dưới cái đậu trước rồi, rồi nó đợi mạng kêu xuống đi, xuống dưới quen ngay là mà đi. Mày đi 90 ngàn vô kia 50 triệu bình thường, thì nhà cái có tiền rượu má mua này mua kia luôn à. Đã chấp nhận đi làm này kia, đám đem được tiền nhà là chấp nhận đi làm rồi, đem tiền nhà. Tuổi rồi 29 mày không lẽ đủ mày thua thằng 16-17 tuổi nữa, dễ chiên lần 5-6 triệu 4-5 triệu đó, 16-17 tuổi mày nghĩ đi, dụng thứ lượng cá với bột bọc rồi muối cá với muối mực không làm què đâu, tiếng ngoài tiếng hồ xong rồi dễ tài công ta cộng tiền lên, ta chia tiền cho. Chở nó dạng như mày làm đó, bên chủ ghe, mày làm bên chủ ghe, còn này á, tiền này tiền kia là chủ ghe là giao cho tài công hết, cũng như là ta đánh được 10 tỷ đi, 10 tỷ thì mà chủ ghe ta 5 tỷ, tài công 5 tỷ, về cái 5 tỷ ta chia cho anh em đi ghe dưới đó, 5 tỷ là mày chia thằng biết nhiêu, thằng trăm mấy triệu luôn. Chứ không dẫn chơi đâu.
Còn đây á, anh em á, này kia tao nói bạn dưới ông nãy ổng này kia em ốc chạy công á, mà đi đó ghe có ăn. Em ổng đánh tiền chia dữ dữ. Làm đem tiền về gia đình. Không đi đâu. Bỏ chở đi ra lưới là đi ăn sao? Ăn ngày hay là ăn sao? Ăn ngày, ngày 400. Lưới đó đánh cá gì? Đánh cá ngừng lưới 2 á. Ờ, đánh cá nhỏ á. Cái lưới bằng cái cào đâu. Còn nếu không đi làm thì về chảnh. Cũng tốn được xe, đang chờ bạn qua. Rồi nó đang đâu vậy? Đang chạy lên á. Mày không đi thôi, không đi thôi ấy. Mày đi bên đó. Mày đi đâu nè? Khi nãy thì rất là nhiều các môi giới cũng như là cò ở bổ vây. Và một trong số đó thì có một trong những cái người cò mà từng móc nối với một cái nạn nhân mà sau đó thì họ đánh bắt biển ở Indonesia. Đặc biệt như thế này, họ từ chối cái việc là tiếp xúc trực tiếp với chủ ghe. Dù một mực thì mình cũng rất mong muốn là gặp chủ ghe và mình sẵn sàng là chi trả cái khoản tiền thù lao, tức là tiền cà phê cho việc mà họ giới thiệu mình với chủ ghe. Nhưng mà tất cả những cái người ở đây thì họ không cho gặp. Họ nói rằng là chỉ gặp được là tài công. Nhưng mà thực tế thì có khả năng sẽ là người môi giới thứ hai, môi giới thứ ba. Và cũng đã có những nạn nhân khi mà họ đi đánh bắt khoảng 3-4 tháng, tiền công được trả khoảng hai mấy 30 triệu, nhưng tất cả đều trừ vào chi phí môi giới hết à. Cho nên là họ vẽ cho một bánh vẽ rất là đẹp, đó là mỗi chuyến ghe khoảng 3 tháng để có thể kiếm đi vào á, tất cả các phí tổn luôn thì khoảng 10 tỷ, chia ra mỗi bạn ghe ước chừng cả trăm mấy 200 triệu. Sau 3 tháng đi. Cho nên họ vẽ một cái bánh vẽ màu hồng và rất là nhiều người thanh niên ở quê khờ khạo á, rất là dễ sập bẫy. Và hơn nữa thì cứ lôi kéo bắt buộc mình cứ leo lên trên xe đi, rồi thậm chí là họ mồi chài là tăng điện thoại, đi tới đây tôi cho điện thoại, không có điện thoại tôi cho điện thoại mới. Ở đây là đang cần thiếu người gì đó và chúng tôi không có lừa, và khẳng định luôn luôn khẳng định là không có đánh bắt sai trái phép ở lãnh hải nước khác. Ngoài ra thì thêm một việc nữa là họ vẽ ra một cái bánh vẽ nữa, đó là đánh bắt á, vào thì theo các khung giờ mình đánh bắt cá, ngồi khung giờ đó thì mình đánh bắt thì cá đó phần thưởng là thuộc của những người bạn thuyền, vào có thêm một khoản thu nhập đó nữa. Có nghĩa là đủ cái số lượng hải sản trên ghe thì còn dư còn lại là bạn tự chia ra. Chia ra ăn thêm. Cho nên là nếu mà mình không có một cái kiến thức về, hoặc là có biết được những cái người trước đi trước á, truyền đạt lại cái khoản thu nhập hoặc lợi nhuận á, thì rất là dễ dàng nghe mà mình say đắm cái công việc đó, đúng không? Và anh muốn hỏi em là lúc nãy á, tụi anh khi mà cầm máy quay á thì gặp một cái tên áo đen cứ chạy đi vô ga suốt. Họ sợ, hồi nãy đang nói chuyện thì thấy có một cái lực lượng chức năng đi ngang qua thì họ sợ, cho nên là có thể là họ cũng dè chừng cái chuyện đó. Nhưng có một cái là cái thời gian mà cò nói là đi ra ngoài biển để đánh bắt là thời gian bao nhiêu? Mà 90 ngày, 3 tháng. Là 3 tháng. 3 tháng mà em tiếp cận với họ như thế nào không? Chỉ cần ngồi là tới đông lắm, bủ quay đầy hết à. Ở đây là ít nha, nhưng ngồi cảng thì lại là đông hơn gấp 10 lần. Đúng rồi. Họ nói gì đó, họ nói là mấy em ở đây thì được tụi anh giới thiệu ghê đàng hoàng cho em, mà ra ngồi cảng là đông như kiến, và thậm chí là em sẽ được bắt lên trên ghe ra đánh bắt mía cuối cùng cả năm trời, em không có đồng bạc nào hết á, kiệt sức luôn, hết ghe này sang bán sang ghe nọ. Người ta nói thẳng vậy luôn. Có nghĩa là họ vẽ một bức tranh xám xịt để họ lôi kéo mình vào cái chiếc ghe của họ một cái màu tươi sáng. Có nghĩa là họ nói ở đây là an toàn, lên ghe ở đây là chính xác, lựa chọn đúng đắn hơn là mình đi ra ngoài cảng, sợ em đi ra ngoài cảng nữa, đúng không? Rồi họ nói là được bao nhiêu? Nếu mà ngon, nếu mà ghe có mà cho ứng trước không? Cho ứng trước 2-3 triệu gửi về quê.
tặng điện thoại. Giống như sale vậy á. Nếu như là một người mà tâm lý không vững nè, rồi ở dưới quê đi tìm việc nè, thì em nghĩ là họ dễ sa bẫy không? Rất là dễ sập bẫy. Hơn nữa thì cảnh báo mọi người á, đánh bắt lưới giả cào là một cái dạng lưới mà ở Việt Nam mình cấm. Đó là một hình thức đánh bắt hủy diệt cái môi trường tự nhiên. Tức là giả cào giống như là một cái lưới mà siêu nhỏ và quét hết tất cả các loài cá. Thì cái việc đó là đã cấm đánh bắt rồi. Nhưng mà họ luôn luôn nói với mình là có hai lựa chọn. Một á, là đi đánh bắt hơi xa. Mình rất là sợ cái việc đánh bắt ở cái vùng trồng lấn hoặc là những cái vùng mà thuộc hải phận nước khác đi tù, bị cái nước khác bắt đi tù. Thì họ nói nếu mà đi khơi xa thì tiền nhiều hơn, còn không thì đi giả cào thì thu nhập tốt hơn. Còn cái việc mà đánh bắt mà gần bờ thì ít tiền lắm. Cho nên luôn luôn khuyến khích gợi mở cho mình là một đi lưới giả cào hay là đi đánh bắt khơi xa. Họ cái người mà tiếp cận em mà cái tên mà chạy xe Honda cứ quần quần á, là tên đó là canh những cái tên những cái người bảo vệ đúng không? Để ý kỹ lắm. Nhưng mà với cái số tiền mà như một người ở miền quê làm rất ít tiền, nghe nói đi 3 tháng mà lã trúng là kiếm được ra trăm triệu là mê liền, là thật sự rồi. Dính trưởng là cái chỗ đó. Đánh vào cái tâm lý là thật nhiều tiền đúng không? Nhưng mà thật sự rất là nhiều nạn nhân mà đi rồi về là không có đồng bạc rồi luôn á. Cho nên là câu chuyện này một phần để cảnh giác mọi người. Và tụi mình cũng đã đăng tải rất là nhiều những cái nạn nhân. Họ trở về với cái thân hình thân tàn ma dại, rồi có người về tù tội, có người về thì ngơ ngơ ngất ngất như người cõi trên vậy. Vì vậy thì mọi người khi mà xin việc làm trong cái thời kỳ mà thất nghiệp tràn lan, kinh tế khó khăn, công ty đóng phá sản, thì đây là một cái lời cảnh báo. Nó là một cái phần để mọi người tham khảo thêm. Mình tin rằng ở tại bến xe này, tin rằng ở ngôi cảng này cũng có những cái chủ ghe, những cái người môi giới chân chính, họ đang khát và đang cần những cái người bạn đi thuyền thật sự. Nhưng luôn luôn mọi người nhớ một cái việc, đừng nên tin vào các đối tượng môi giới cò ở không có sự tin tưởng. Phải là đi ghe tàu kinh nghiệm á, là những người thân quen nè, những chủ ghe là những người mình đã từng biết rồi, thì mình tin tưởng họ thì mình có thể đi được ra đi. Họ vẫn cần những người bạn đi biển. Tuy nhiên thì mình lạ mà mình nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt thì khoảng chính xác là 100% là mình sẽ là những người bị sập bẫy cò. Nhưng mà thật sự bản thân của anh thì anh, nếu mà anh một người mà muốn đi tìm việc làm mà đi làm biển thật sự thì anh không biết là chỗ nào là cò mà tốt, chủ ghe tốt. Chỉ có tin tưởng bằng bà con dòng họ, bà con dòng họ quê thôi. Bà con dòng họ cho nên là bốn anh người cha trai hay là chính trưởng. Bà con dòng họ là những người làm biển, những người chủ ghe, chứ không phải bà con dòng họ là những người môi giới.